Nếu các con sống yêu thương nhau, thì Chúa sẽ cùng với các con. Ngài sẽ khuất phục tất cả kẻ thù của con, và con sẽ sống trong hòa bình. Nếu các con bắt đầu thù ghét nhau, cãi vã nhau, thì các con sẽ bị diệt vong, và chính các con sẽ hủy hoại mảnh đất của cha ông mình, mà họ đã có được bằng sức lao động vĩ đại của mình. Hơn 1.000 năm trước, những lời chỉ bảo như vậy đã được Đại Công Tước Yaroslav Mindry căn dặn các con trai của ông. Từ đó đến nay, đất nước chúng ta đã trải qua vô vàn thử thách. Nó không bị hủy diệt bởi dưới ách thống trị của ngoại bang và sống sót sau hàng trăm cuộc chiến để bảo vệ mảnh đất của mình. Lãnh thổ của nước Nga hiện đại được hình thành qua nhiều thế kỷ, và mọi ngóc ngách của nó đều lưu giữ ký ức về lịch sử của chúng ta, về những chiến tích của cha ông ta, về những khát vọng và hy vọng của họ, về những sai lầm và cách nhìn tinh tường của họ, về tình yêu thương nhau và hòa thuận với nhau, về tình yêu quê hương đất nước và mang lại cho chúng ta sức mạnh và niềm tin vào tương lai. Một miền đất. Tập 1: Sự ra đời của đế chế. Các trung đoàn và tiền đồn của Nga trải dài 60 dặm. Các đội cung thủ và xạ thủ đóng quân ngay trên bờ sông Ura ở ranh giới. Phía sau, họ đưa các trung đoàn kỵ binh che chắn. Sau các đội kỵ binh là lực lượng dân quân bộ binh. Còn ở bờ bên kia là quân của Khan Akhmat Đại Khodi. Khan đến trừng phạt hoàng tử Ivan Đệ Tam ở Moscow, mà trong nhiều năm qua từ chối cống nạp cho triều đại của Khodi vào. Hai bên chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Một vài lần, đội quân của địch cố gắng vượt sông, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt. Bắt đầu tháng 11, đợt lạnh giá đầu tiên ập đến, và lúc đó Akhmat không muốn tham chiến, cho đoàn kỵ binh của mình quay trở về. Quân thù rút về thảo nguyên phương Nam, và cùng với đó, sự thống trị của Mông Cổ Tatar Hodi trên các vùng đất của Nga cũng kết thúc. Lịch sử của nhà nước Nga bắt đầu vào thế kỷ thứ 9, khi các bộ lạc Đông Slav thống nhất lại dưới sự cai trị của các hoàng tử gia tộc Rurik. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất, nước Nga cổ đại trải rộng từ sông Dnepr và vùng thượng lưu sông Vistula đến các nhánh sông Volga, từ sông Bắc Dvina đến bán đảo Taman. Đây là một miền đất trù phú, ngã tư các tuyến đường giao thương, những thành phố xinh đẹp mọc lên bên bờ các con sông, với những nhà thờ cổ có vẻ đẹp không thua kém nền thờ Byzantine. Những con người yêu lao động, dám nghĩ, dám làm và trân trọng sự tự do của mình đã sống ở đây. Tùy tùng của hoàng tử và dân quân chống lại áp lực của những người du mục, bảo vệ những người làm các nghề thủ công và làm việc trên đồng ruộng. Nhưng theo thời gian, nước Nga cổ đại bắt đầu tan rã thành các công quốc riêng biệt. Sự tranh giành quyền lực giữa hậu duệ của các hoàng tử Kiev dẫn đến những cuộc chiến liên miên. Khi anh em chống lại anh em, thành phố chống lại thành phố, ngoài Kiev, các trung tâm quyền lực lớn đã xuất hiện ở Vladimir, Galich, Chernigov, Penislav, Polotsk, ở Novgorod, hình thành cộng hòa của các lãnh chúa, thống lĩnh các vùng lãnh thổ rộng lớn kéo dài từ bờ biển Baltic đến dãy núi Ural. Các cuộc chiến nội bộ với nhau đã làm suy yếu các công quốc ở Nga. Chúng bị chia nhỏ, có cuộc sống riêng của mình và mất khả năng đối đầu với kẻ thù chung.
Còn kẻ thù đến từ phía đông. Cả ở Nga và cả ở châu Âu, không một ai hình dung được sự tàn phá khốc liệt của nó. Quân Khan Batu của Mông Cổ tràn qua đất Nga như một cơn lốc xoáy, đập tan từng đội quân một của Nga, đốt cháy và san bằng các thành phố. Cả Vladimir và Kiev đều không nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm. Hàng chục nghìn người bị chết và bị bắt làm tù binh. Nhà thờ, nhà ở, các ảnh thánh vô giá và sách bị đốt cháy. 2/3 thành phố ở đất Nga bị tàn phá. Một vài thành phố vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi mặt đất. Đội quân Khan Batu đã đi qua Hungary, Bulgari, vùng Ban Căng và đến Trung Âu. Chính hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh đã sẵn sàng hàng phục Khan Batu. Chỉ cái chết của Khan Odege, đại đế mới cứu được châu Âu. Ở đế quốc Mông Cổ bắt đầu cuộc tranh giành quyền lực giữa hậu duệ của các thành Cát Tư Hãn và Khan Batu cho đội quân của mình quay trở về khi họ đang ở vùng Hạ Volga. Nhưng đông bắc nước Nga trong suốt 2 thế kỷ rưỡi vẫn còn phụ thuộc vào triều đại Hót Đê Vàng. Các công quốc phía Nam và phía Tây ở Nga có số phận khác. Lãnh thổ của Belarus và vùng Tây Bắc Ukraine hiện đại và ở Smolensk, Bryansk, Kursk cùng các vùng đất lân cận trở thành một phần của Đại Công quốc Litva. Các đường lối chính trị của nhân dân Nga thống nhất đã tách biệt nhau rất lâu. Phần lớn người dân ở Công quốc Litva là người Slav. Người dân vẫn giữ đức tin chính thống giáo, tiếng mẹ đẻ và phong tục của mình. Trong khi đó, ở Đông Bắc Nga, công quốc trẻ tuổi ở Moscow ngày càng lớn mạnh hơn. Trên cánh đồng Kulikovo đứng cạnh hoàng tử Moscow Dmitry là các đội của các vùng đất khác của Nga. Moscow đã làm bước đi đầu tiên để thống nhất trong tương lai và giành được những thắng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, phải 100 năm nữa trôi qua cho đến khi Ivan Đệ Tam vĩnh viễn chấm dứt quyền lực của Hót Đê Khan. Và đó không phải là thắng lợi duy nhất của ông. Khôn ngoan và thận trọng, khi cần thì cứng rắn và quyết liệt, Ivan Vasilievich đã tập hợp thành công các vùng đất của Nga về tay mình. Các công quốc Yaroslav và Rostov đã phục tùng ông. Ông đích thân dẫn đầu đoàn quân viễn chinh của Đại Novgorod và sát nhập Cộng hòa của các lãnh chúa vào lãnh thổ của mình. Năm 1485, công quốc Chiver đã tuyên thệ trước Moscow. Trên con dấu nhà nước Ivan III xuất hiện con đại bàng hai đầu. Nhìn cả về phía Tây và cả phía Đông, đại bàng sẽ trở thành biểu tượng của Vương quốc Nga. Và nó tồn tại với vai trò quốc huy của Nga từ đó cho đến năm 1918 và sau đó sẽ được phục hồi vào năm 1993. Sự nghiệp của Ivan Vasilievich được tiếp tục bởi con trai của ông Vasily III. Đến năm 1521, dưới quyền của Moscow gồm các địa danh, vùng đất Vyatka, Biranka, Gomet, Piskov, Ryan. Như vậy, nhà nước Nga thống nhất, tiền thân của đế chế Nga tương lai đã được hình thành. Nó đã giành được quyền độc lập cho mình, và bây giờ nó cần để đạt được sự vĩ đại. Triều đại Hót Đê Vàng sụp đổ, nhưng các hãn quốc Tatar vẫn là mối đe dọa thường xuyên đối với biên giới Nga. Giữa nhà nước Moscow và hãn quốc Kazan, thỉnh thoảng lại có những cuộc đụng độ đẫm máu. Cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công cướp phá, nhiều thành phố và làng mạc bị hủy hoại. Còn việc bán nô lệ Nga vẫn còn là thu nhập có lời nhất của hãn quốc Kazan. Người cai trị mới của Moscow, cháu trai của Ivan III là Ivan IV, quyết chấm dứt việc này. Ở tuổi 17 là người đầu tiên trong lịch sử của nước Nga, ông mang tước hiệu Sa Hoàng.
gốc từ tiếng Latin Caesar, có nghĩa là hoàng đế, và sau đó ông được phong danh hiệu là Ivan Bạo Chúa. Vị hoàng đế trẻ tuổi tiến hành vài cuộc viễn chinh đến Kazan. Năm 1552, ông dẫn đầu một đội quân lớn. Ông tiến hành cuộc tấn công quyết liệt đánh chiếm Kazan. Để đổi lấy sự đầu hàng, Sa Hoàng hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho cư dân Kazan, tài sản của họ và khả năng để theo đức tin Hồi giáo. Người dân Kazan lúc thì đồng ý theo Sa Hoàng Nga, lúc thì lại đóng cổng thành trước mặt đội quân của ông và không ngừng chửi rủa. Trận chiến diễn ra khốc liệt, cả hai bên đều thể hiện sự dũng cảm hiếm có. Phải sau 2 tháng vây hãm, cuối cùng người Nga đã phá nổ tung các bức tường thành. Ngày 2 tháng 10 năm 1552, đội quân 150.000 người của Nga do Ivan IV dẫn đầu đã tiến vào Kazan. Hãn quốc Kazan vào thành phần của Vương quốc Moscow. Để vinh danh chiến thắng này, trên quảng trường đỏ đã dựng lên một trong những nhà thờ đẹp nhất của Nga, che chở của Mẹ Thiên Chúa, hay còn gọi là nhà thờ Vasily Blazheny. Chiến thắng này là động lực thúc đẩy sự mở rộng hơn nữa nhà nước Nga. Năm 1556, Ivan Bạo Chúa chinh phục Hãn quốc Astrakhan. Không lâu sau, Nogai Hordi công nhận sự phụ thuộc của họ vào Moscow và Baskria trở thành một phần của nước Nga. Tại các vùng đất mới sáp nhập, nổ ra các cuộc nổi dậy và đụng độ giữa các dân tộc khác nhau. Một số bộ lạc và dòng họ còn bỏ đi khỏi nơi định cư. Nhưng dần dần, người Nga và người Tatar, người Kalmykia và Baskria quen sống với nhau. Chính phủ còn để lại cho các dân tộc du mục quyền sở hữu đất đai và đồng cỏ. Giới quý tộc địa phương chuyển sang làm việc phục vụ cho Hoàng đế Nga. Các dân tộc quý tộc nổi tiếng như Yusrov, Rinsky, Masutov và nhiều người khác đều là người gốc Tatar, Baskria hoặc là Kaminskia. Sử gia Lev Gumilev viết, cần phải kính phục trí tuệ và cách xử thế của tổ tiên. Họ đã đối xử bình đẳng với các dân tộc láng giềng, mặc dù họ không giống các dân tộc đó. Và nhờ đó, họ đã đứng vững trong cuộc đấu tranh lâu đời khi xác nhận nguyên tắc không thôn tính láng giềng mà là tình hữu nghị giữa các dân tộc. Không lâu sau, trên các vùng đất được sát nhập, các thành phố mới Cheboksary, Ufa, Samara mọc lên. Cuộc chiến các bộ lạc chấm dứt, các nghề làm nông, thủ công, buôn bán phát triển. Và cuối cùng, nước Nga hình thành như là một quốc gia đa dân tộc. Và khi nói đến nước Nga, thường hay kèm theo cụm từ biểu cảm vĩ đại. Vùng đất của các ông hoàng Moscow mở rộng sang phía đông đến tận Uran và giáp với Hãn quốc Siberia, bí ẩn và hầu như không được ai biết đến. Người Tatar Siberia sống ở vùng khắc nghiệt này. Các dân tộc ở phương Bắc là Khanty, Mansi, Nenet, Kenskov làm nghề săn bắn và nuôi gia súc. Cai trị vùng này là Khan Kuchum, một trong những hậu duệ của thành Cát Tư Hãn. Ông ta tìm cách hất cẳng người Nga khỏi vùng Uran bằng cách đột kích vào các làng mạc của Nga. Để hạn chế điều bất an này, các nhà buôn địa phương đã giúp trang bị cho đội quân Cossack lớn. Tháng 9 năm 1581, đội quân Cossack cho Ataman Emak Timonofenik dẫn đầu đã tiến hành cuộc viễn chinh đến Hãn quốc Siberia. Con đường dài và khó khăn, quân Cossack đi ngược dòng sông trên các con thuyền gỗ đáy phẳng. Rồi họ kéo chúng lên trên các khúc gỗ để lăn đi, dùng rìu dọn đường xuyên qua bụi rậm. Ataman giữ kỷ luật nghiêm khắc, theo dõi chặt chẽ để không ai làm gì gian dối hoặc các tội lỗi khác, để phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ trú đông trong rừng Taiga. Khi dự trữ lương thực cạn kiệt, họ chuyển sang ăn rau cỏ.
Phải đến mùa xuân, quân Cossack mới đến được lãnh địa của Khan Kuchum. Sau cuộc đụng độ đầu tiên với đoàn quân của Ermak, quân của Hãn Quốc đã phải bỏ chạy, còn đoàn quân Cossack tiếp tục tấn công. Sau hàng loạt trận đánh ác liệt, quân Cossack chiếm được Kalinsky và thủ đô của Hãn Quốc Siberia. Trong vài năm, các trận chiến có cả lớn và nhỏ vẫn tiếp diễn ở miền Tây Siberia. Trong một trận chiến đó, Ermak bị thiệt mạng. Theo truyền thuyết, chính chiếc áo giáp nặng món quà quý của Ivan Bạo Chúa kéo ông xuống đáy sông Irelisk. Cái chết của Ataman Ermak không ngăn được đoàn quân chinh phục vùng Uran. Họ đã dựng lên các cứ điểm kiên cố, các pháo đài. Và chúng là điểm khởi đầu để phát triển các thành phố ở Siberia, Tudermin và được tạo ra như vậy. Theo sau nó là Tobolsk, thủ đô tương lai của Siberia thuộc Nga. Và sau đó là Berezov, Sugot, Tara, Obdor, Narym. Khi Ermak tiến quân đến Siberia, không ai trong đội quân của ông đoán trước được đoàn quân của mình sẽ có vai trò thế nào trong lịch sử nước Nga. Từ lâu, vùng này chỉ là nơi cung cấp lông thú và là nơi lưu đầy những tên tội phạm nguy hiểm. Nhưng vị thế của Siberia tăng lên cùng với sự phát triển của nhà nước, giao thông, công nghiệp và khoa học. Đã tìm ra ở đây nhiều mỏ vàng trữ lượng lớn, các vỉa than, quặng và nhiều khoáng sản khác. Nông nghiệp, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản cũng dần được phát triển tại đây. Vào năm 1960, Siberia đã trở thành một trong vài nơi lớn nhất thế giới về khai thác dầu mỏ và khí đốt. Ở đây cũng mọc lên nhiều xí nghiệp hiện đại, các trường đại học và trung tâm khoa học. Theo một giả thuyết, tên gọi Siberia bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Su, nước, bia, rừng hoang dã. Đến thế kỷ 21, chúng ta lại học về đánh giá dự trữ của Siberia. Bằng chính những thứ đó, nước, su và rừng, bia mà cấu thành nền tảng của sự giàu có về thiên nhiên của đất nước chúng ta. Nhưng quan trọng nhất, sau nhiều thế kỷ, từ những người nông dân và những người bị tù đầy, từ những người lao động và những người đam mê khoa học, từ những người bản địa tới những người nước ngoài nhập cư, ở Siberia hình thành một khối người đặc biệt tự gọi mình là người Siberia. Họ là người không sợ điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lao động nặng nhọc. Là những người mà đối với họ không gì là không thể, và chính họ đã khám phá vùng đất này cho chúng ta. Họ đã góp công lớn để bảo vệ Moscow năm 1941. Họ đã khám phá ra các mỏ và xây dựng các nhà máy điện trên mảnh đất của tổ tiên mình. Trên mảnh đất của mình. Trên đại bàng hai đầu của Nga xuất hiện ba chiếc vương miện là biểu tượng của ba vương quốc sáp nhập vào Nga, Kazan, Astrakhan và Siberia. Địa lý của vương quốc Moscow được mở rộng và bản đồ Nga cũng thay đổi. Ngay từ thế kỷ 14, mỗi công tước Nga đều có những bản vẽ về lãnh địa của mình. Chúng được vẽ trên vỏ cây bạch dương và được dùng để giải quyết các vấn đề kinh tế. Ví dụ như thu nhập, cống nạp, nộp cho các Khan Hoddy. Sau khi thoát khỏi ách cai trị của Hoddy vào năm 1497, các bản vẽ về vùng đất Moscow ra đời và tấm bản đồ đầu tiên của Vương quốc Nga được nhà khoa học người Ý Paolo Giovio vẽ vào năm 1525. Dựa trên lời kể của đại sứ của Nga Dmitry Gerasimov dưới thời kỳ trị vì của Ivan Bạo Chúa, sách hướng dẫn trắc địa đầu tiên được viết, và trong kho lưu trữ hoàng gia có 248 bản đồ riêng biệt. Phần lớn trong số đó trông rất đơn sơ, giống như bản vẽ. Tuy nhiên, chúng giúp hình dung về quy mô của quốc gia mà dần dần trở thành một trong những quốc gia lớn nhất châu Âu.
Sau khi con trai Ivan Bạo Chúa Hoàng đế Fedor từ trần, triều đại của Rurik Moscow bị gián đoạn. Không lâu sau, bạo loạn bắt đầu và chúng biến thành một cuộc nội chiến thực sự. Ngai vàng Moscow được chuyển tay nhau. Ngày càng có nhiều người tự xưng tranh giành quyền lực, có cảm giác như hoàng gia Moscow đến ngày tận thế. Khủng hoảng lên đến cực điểm khi biên giới Nga bị xâm chiếm bởi quân đội của các nước láng giềng phía Tây, khối thịnh vượng Trung Ba Lan, Litva và Thụy Điển. Quân quan thiệp chiến điện Kremlin và vương quyền của Nga được hứa trao cho người thừa kế Ba Lan. Khối thịnh vượng Trung Ba Lan, Litva, tiếng Ba Lan có nghĩa là sự nghiệp chung. Đây là quốc gia xuất hiện vào nửa sau của thế kỷ 16, như là liên minh của Vương quốc Ba Lan và Đại công quốc Litva. Trong thời kỳ phồn thịnh nhất, khối thịnh vượng Ba Lan, Litva kéo dài từ bờ biển Baltic đến gần sông Dnieper, bao gồm các vùng đất hiện nay của các quốc gia Ba Lan, Litva, Belarus, Latvia, một phần của Estonia, một phần đáng kể Ukraine và các tỉnh phía Tây của Nga. Trong những ngày này, cách xa Moscow ở hạ Novgorod, một người trưởng họ giản dị tập hợp người dân thành phố và nói với họ những lời sau. Người chính thống giáo, chúng ta mong muốn giúp quốc vương Moscow. Chúng ta sẽ không tiếc cuộc đời của mình và không chỉ cuộc đời. Chúng ta sẽ hiến nhà cửa của chúng ta, hiến cả vợ con của chúng ta. Kuzman, Mini và đồng bào của mình hiểu rằng cứu đất nước, tức là cứu đất đai, làng mạc, thành phố của mình, chỉ phụ thuộc vào chính người dân. Thương gia Nga đã giúp tập trung đội quân và giao cho nhà cầm quân lão luyện Dmitry Pozharsky dẫn đầu. Đội quân thành lập trên bờ Volga, từ giới quý tộc và người làm công, đã đến Moscow để giải phóng thành phố khỏi quân Ba Lan và đồng minh của họ. Đến tháng 11 năm 1612, đội quân của Mini và Pozharsky đã đuổi quân thù ra khỏi thủ đô. Nhưng để lập lại trật tự trên đất nước thì cần phải bầu hoàng đế mới, sao cho phù hợp với một tầng lớp trong xã hội. Nhân dân đã giành lại đất nước từ tay quân thù, có toàn quyền để tự mình lựa chọn nhà vua mới. Hơn ai hết, nhân dân cần sự thống nhất, hòa bình và đồng thuận trong toàn xã hội. Đã thành lập hội đồng trưởng giả Zemsky, gồm đại diện các vùng đất và hiệp hội ngành nghề ở Nga. Sau khi sàng lọc vô số ứng viên, chàng trai 17 tuổi Mikhail Fedorovich Romanov được lên ngôi hoàng đế. Ông là người sáng lập triều đại thứ hai và cuối cùng của các vị hoàng đế Nga. Đang là năm 1613, đất nước trong cảnh hoang tàn đổ nát. Smolensk rời khỏi liên minh Ba Lan, Litva. Một phần đáng kể Karelia bị Thụy Điển chiếm đóng. Nga mất cửa ngõ ra biển Baltic. Việc lấy lại các vùng đất đó của triều đại Romanov, của những hoàng đế với bổn phận thiêng liêng là gìn giữ miền đất của mình và con người sống ở đó. Hoàng đế chịu trách nhiệm điều này không phải trước dân chúng, không phải trước lịch sử, mà là trước Chúa. Đến giữa thế kỷ 17, Liên minh Ba Lan-Litva vẫn tiếp tục chiếm giữ các vùng đất mà bị tách rời khỏi Nga và từ thời Hót Đê Vàng xâm lược. Ở đây, suốt ba thế kỷ, vô số người dân theo chính thống giáo đã sinh sống dưới sự cai trị của quý tộc Ba Lan. Sau khi Litva sát nhập vào Ba Lan, theo cơ đốc giáo, chính thống giáo ở các vùng đất này bị đàn áp và tiếng Nga bị bãi trừ trong sinh hoạt hàng ngày. Năm 1648, người Cossack ở vùng Zaporozhsky do thủ lĩnh Bogdan Khmelnytsky dẫn đầu đã nổi dậy khởi nghĩa và sau đó trở thành chiến tranh thực sự. Các trận chiến diễn ra lúc thắng lúc thua. Cộng đồng Cossack ở Zaporozhye mấy lần gửi yêu cầu Moscow chấp nhận họ nhập quốc tịch Nga. Bogdan Khmelnytsky cũng đã gửi yêu cầu như vậy vào tháng 6 năm 1648. Năm 1653, Hội đồng Zemsky ở Moscow đồng ý chấp nhận lãnh thổ của quân đội Zaporozhsky vào quốc tịch quốc vương Nga. Vào năm 1654, tại thành phố Pereyaslav, trước sự có mặt của các đại sứ Nga, đã diễn ra hội nghị Rada của Cossack và thông qua quyết định
về chuyển sang thuần phục chính quyền Hoàng đế Nga, và sau đó bắt đầu cuộc chiến tranh lâu dài cam go với Liên minh Ba Lan-Litva. Vào năm 1954, con trai của Mikhail Romanov, Hoàng đế Alexei Mikhail, đích thân dẫn đầu đội quân viễn chinh đến Smolensk. Đến lúc đó, Smolensk vẫn bị quân Ba Lan chiếm giữ. Việc chuẩn bị tấn công diễn ra trong một tháng rưỡi. Quân thủ đánh bật được hai đợt tấn công và cuộc vây hãm kéo dài bắt đầu. Quân thủ trông chờ vào đội quân tiếp viện để nhanh chóng đến nhưng chờ mãi không có. Quân đồn trú sớm đầu hàng. Người dân gốc Smolensk chào đón Alexei Mikhailovich như là người giải phóng họ. Smolensk là thành phố chốt, là hàng rào chính cản đường quân xâm lược đến Moscow, vĩnh viễn trở về trong thành phần của nhà nước Nga. Đó mới chỉ là khởi đầu. 13 năm sau, nhờ kết quả của cuộc chiến tranh Nga-Ba Lan, Nga đã đón nhận các lãnh thổ bị mất trong thời kỳ bạo loạn. Và Kiev với các tỉnh lân cận Polota, Cherkov, Zaroboski. Từ thời cổ đại ngày xa xưa, những lãnh thổ này đã từng là nền tảng của nhà nước Nga. Sau đó chúng được gọi là Marorossia, tiểu Nga. Ở đây còn bảo tồn truyền thống tự quản của người Cossack. Và nhân vật cao cấp nhất là Hetman đội quân Zaborovsky. Cho nên vùng đất ở tả ngạn của Ukraine cũng được gọi là vùng Hetman. Trong khi đó, nước Nga mạnh lên và phát triển vùng đất Siberia, hấp dẫn bởi thiên nhiên giàu có của mình, các loài cá quý hiếm, mỡ hải cẩu, ngà hải mã, nhưng mặt hàng có giá trị nhất là lông thú. Việc bán các bộ lông của trồn Sibelin, hải ly và sóc rừng đóng góp phần không nhỏ cho thu nhập của nhà nước. Di chuyển sâu vào Siberia là các đội Cossack, đôi khi phải giao chiến, đôi khi yên bình, đặt người dân địa phương dưới sự bảo trợ của Hoàng đế và thu thuế bằng cống phẩm. Cư dân thuộc địa của Nga sống bên cạnh cư dân bản địa. Các điểm cố thủ được những người phục vụ xây dựng nên pháo đài trở thành các trung tâm hành chính. Theo thời gian, tại những nơi này các thành phố được mọc lên. Đến giữa thế kỷ 17, nước Nga kéo dài đến Chukotka, đến bờ biển Okhotsk và vùng hồ Baikal. Và năm 1648, khi nhà thám hiểm trên bộ và trên biển người Nga Semen Desnev khám phá ra eo biển giữa châu Á và châu Mỹ, Nga đã tiến vào lưu vực Thái Bình Dương. Nga có nguồn dự trữ nguyên liệu thô rất lớn. Tuy nhiên, Nga không có cả hạm đội và cửa ngõ ra biển Baltic và biển Đen, cho nên Nga vẫn phụ thuộc vào các nhà buôn châu Âu. Các công ty buôn bán phương Tây mua hàng của Nga theo giá rẻ và dùng tàu thủy của mình chở đi. Điều này đánh vào cả kho bạc và uy tín của nhà nước. Nếu không đảo ngược tình hình, Nga sẽ phải chịu số phận của một thuộc địa khổng lồ chuyên cung cấp tài nguyên và nguyên liệu cho châu Âu. Để đảm bảo tương lai lâu dài cho nhà nước Nga, cần phải đến được biển Baltic. Điều này có nghĩa là chiến tranh với một đối thủ mạnh ở phương Bắc là Vương quốc Thụy Điển. Hoàng đế mới Piotr I quyết định phải thực hiện hóa nhiệm vụ có tính sống còn này. Chiến tranh phương Bắc bắt đầu bằng thất bại lớn. Năm 1700, trong trận Nava, quân Nga chuẩn bị kém đã bị quân Thụy Điển đánh tan tác. Piotr với đội ngũ những người cùng chí hướng trẻ tuổi, tham vọng cùng các cố vấn nước ngoài, trong một thời gian rất ngắn đã thành lập được một đội quân có năng lực chiến đấu, không thua kém quân đội của vua Thụy Điển Charles XII. Nối đuôi nhau, các pháo đài của địch đã đầu hàng quân Nga.
Ba năm sau khi cuộc chiến bắt đầu, bên cạnh thành phố Nenskan của Thụy Điển, ngay tại cửa sông Neva, Pio I xây dựng thành phố Saint Petersburg. Không lâu sau, nó trở thành thủ đô mới của Nga. Trong nhiều thế kỷ, vùng đất Izhora là một phần của nhà nước Nga. Nó sát nhập vào Thụy Điển sau các biến cố thời bạo loạn và bây giờ nó lại trở thành một phần của nhà nước Nga. Trận đánh quyết định của chiến tranh phương Bắc diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1709 ở gần Polotava. Trước trận đánh, Pio I nói với các binh sĩ của mình: anh em đừng nghĩ rằng mình chiến đấu cho Piotr, mà là cho nhà nước được giao cho Piotr. Còn về Peter thì nhớ rằng tôi không quý cuộc sống lắm, chỉ mong sao nước Nga được sống trong hạnh phúc và vinh quang vì sự phồn vinh của các anh. Điều khó có thể tin đã xảy ra, quân Nga được tăng cường ý chí, đã hoàn toàn đánh bại một trong những đội quân mạnh nhất thế giới. Tin về thất bại của vua Thụy Điển chuyển đi khắp châu Âu. Chiến sự trên đất liền và trên biển còn tiếp diễn trong hơn chục năm nữa. Quân Thụy Điển tuyệt vọng bám vào pháo đài cuối cùng của họ ở Baltic, nhưng cuối cùng họ cũng phải xin hòa bình. Thụy Điển thất bại đã nhường cho Nga các vùng đất ở Baltic, Livonia, Estonia, nay là Latvia và Estonia, một phần của Karelia với Vyborg, cũng như Ingria là nơi của Saint Petersburg tọa lạc. Nhà nước Nga trụ vững trên vùng bờ biển Baltic. Điều này làm thay đổi tận gốc sự phân bố quyền lực ở châu Âu. Vào năm 1721, Hoàng đế Nga Piotr Đệ Nhất được phong tước hiệu Hoàng đế Toàn Nga. Nga trở thành một trong những cường quốc và được công nhận là một đế chế. Đế chế không chỉ là vương quốc, đó là một không gian thống nhất về luật pháp và nền văn minh, bao gồm nhiều quốc gia và nhiều dân tộc, và có một trung tâm quyền lực duy nhất, đó là nhân cách thiêng liêng của Hoàng đế. Đế chế Nga coi mình là người kế thừa Byzantine. Bổn phận của nhà cầm quyền Nga gồm có việc bảo vệ nhà thờ và bảo trợ chính thống giáo trên toàn thế giới. Chính trong thời đại Piotr Đệ Nhất, việc biên soạn bản đồ địa lý đã được tiến hành theo tất cả các quy tắc của Trắc Địa học. Việc biên soạn bản đồ các vùng khác nhau của đế chế được làm bởi hàng trăm cán bộ tốt nghiệp Học viện Hải quân, Trường Kỹ sư Petersburg và các cơ sở đào tạo khác. Một trong những người đam mê nhất công việc đồ bản là cộng sự của chính Piotr, ông Ivan Kirillovich Kirillov. Bằng tiền của mình, ông đã xuất bản mấy chục tấm bản đồ được trang trí lộng lẫy, cũng như ba tập của cuốn Atlas, Đế chế Toàn Nga. Những ấn phẩm này nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được bán tự do ở các tạp sách ở Moscow và Petersburg. Tuy nhiên, chúng cũng có nhiều điểm thiếu chính xác. Phải 7 năm sau, vào năm 1745, sau khi Kirillov qua đời, các nhà bản đồ học trong nước mới tổng kết thành quả của 20 năm làm việc về mô tả đất nước. Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã phát hành cuốn Atlas Nga, đó là một ấn phẩm độc đáo, gồm 19 bản đồ các tỉnh và một bản đồ tổng quát cả nước. Và nó được công nhận là tập bản đồ chính thức đầu tiên của nhà nước Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, ai cần đều có thể có được bản trình bày trực quan về các đường nét và kích thước của nhà nước Nga từ bờ biển Baltic đến Kamchatka, mở ra khả năng đi du lịch một đất nước to lớn khi có trong tay bản vẽ chính xác về đường biên giới của nó, núi rừng, sông ngòi, ao hồ và các con đường trải nhựa.
Và quan trọng nhất, người dân cả nước có thể nghiên cứu những lãnh thổ vô biên của đất nước mà tổ tiên đã truyền lại cho họ. Có vẻ như không một nhà cầm quyền nào của Nga có thể sánh vai Piotr đệ nhất về vinh quang. Vậy mà con gái của vị hoàng tử người Đức đã làm được điều đó. Cô đã hứa hôn với người thừa kế ngai vàng Nga Piotr Fedorovich và đến một đất nước xa xôi ở phương Đông và yêu nó bằng tất cả trái tim mình. Sofia Augusta Frederica đã mang tên Ekaterina khi làm lễ rửa tội vào chính thống giáo. Bà đã dành 34 năm trên ngai vàng của Nga và đã mở rộng đáng kể biên giới của đế chế Nga. Phía tây biên giới Nga, trên lãnh thổ liên minh Ba Lan-Litva, từ lâu đã hình thành các dân tộc riêng biệt Ukraine và Belarusia. Tuy nhiên, ở cả hai phía của biên giới quốc gia, vẫn bảo tồn một đức tin tôn giáo và truyền thống văn hóa. Trong khi đó, vương quốc Ba Lan-Litva hùng mạnh một thời nay đã suy yếu. Những cuộc chiến triền miên và nổi dậy liên tục đã tàn phá liên minh Ba Lan-Litva, còn hậu quả của chúng trút lên đôi vai của người dân chính thống giáo. Trong những điều kiện đó, dưới áp lực của Phổ và Áo, Ekaterina đồng ý với việc phân chia một phần lãnh thổ của liên minh Ba Lan-Litva, chuyển giao cho đế chế Nga, miền đông của Belarusia cho đến tận Minsk và phần đất của nước Latvia hiện nay. Sau lần chia thứ nhất, tiếp theo là hai lần chia nữa, và đến năm 1795, liên minh Ba Lan-Litva chấm dứt sự tồn tại của mình trong thành phần đế chế Nga có miền Trung và Tây Belarusia, Volyn, Litva và Kulandia. Chỉ đến lúc đó, cuối thế kỷ 18, mục tiêu từ lâu của Nga Hoàng mới trở thành hiện thực. Đó là tập trung tất cả vùng đất chính thống giáo phương Đông vào trong tay mình. Ngoại lệ duy nhất là Đông Galicia, Zakarpattia, có người Ukraine sinh sống mà được giao cho đế chế Áo. Thời kỳ hoàng kim của Ekaterina đã trở thành thời kỳ hưng thịnh về công tác quân sự của Nga. Đối thủ chính của Nga nằm ở phương Nam. Đế chế Ottoman và chư hầu Hàn Quốc Crimea của nó, mảnh vỡ cuối cùng của triều đại Hotti vàng, canh giữ cửa ngõ vào Biển Đen, đe dọa vùng biên giới phía Nam của nhà nước Nga. Chiến tranh giữa Nga với đế chế Ottoman đã nhiều thế kỷ, nhưng chưa bao giờ quân Nga thành công như những năm trị vì của Ekaterina Đại Đế. Những chiến thắng lừng lẫy ở cả trên bộ và trên biển nối tiếp nhau, đó là các trận chiến ở Lagash và Chesmen, trận đánh chiếm Ochakov và Kizman, các trận chiến tại Rimin ở gần Fosnan và Karaki. Những trận đánh nổi tiếng này đã tôi luyện tài năng của các tướng lĩnh vĩ đại của quân đội và hải quân Nga: Petrov Rumantsev, Alexander Suvorov, Grigory Potemkin, Petrov Ushakov. Kết quả của các trận chiến này là sáp nhập Crimea vào các vùng lân cận trên bờ Biển Đen, mà có tên gọi là Novorossiya. Về việc quản lý các vùng đất mới thu hồi được nữ hoàng giao cho cộng sự gần gũi nhất và mến yêu của mình là Grigory Potemkin. Nhiều thành phố và cảng biển được xây dựng ở vùng Biển Đen: Kherson, Ekaterinoslav, bây giờ là Dnepr, Nikolaev, Odessa, Sevastopol. Khí hậu ấm áp và đất đai phì nhiêu làm cho Novorossiya trở nên hấp dẫn đối với vô số người định cư đến từ các vùng đất Ukraine, Trung Nga, thậm chí từ Đức. Còn ở Crimea để xây dựng hạm đội Biển Đen của đế chế, với những chiến thắng huy hoàng trước đế chế Ottoman, hạm đội trở thành lực lượng bảo vệ vững chắc biên giới phía Nam của Nga. В
Cuối thế kỷ 18, các trận chiến với nước Pháp của Napoleon đã bao trùm cả châu Âu, và nước Nga cũng bị cuốn vào. Hoàng đế Nga trẻ tuổi Alexander đệ nhất lúc bấy giờ đứng giữa hai kẻ thù không thể khoan nhượng là Anh và Pháp. Trong suốt 3 năm, từ năm 1805 đến 1807, quân đội Nga chiến đấu chống quân đội Pháp. Nhưng sau một vài trận thất bại, Alexander đệ nhất đã ký kết liên minh tạm thời với Napoleon. Trong khi đó, Thụy Điển bắt tay liên minh với Anh. Hai cường quốc trên biển đe dọa Petersburg từ phía vịnh Phần Lan. Lúc đó, Bonaparte khuyên Hoàng đế Nga đánh và đổi quân Thụy Điển ra khỏi thủ đô của họ. Alexander đệ nhất đồng ý. Cuộc chiến cuối cùng Nga-Thụy Điển diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt. Các trận đánh nổ ra trên lớp tuyết dày lạnh giá và vùng đầm lầy Phần Lan. Sau chuyến hành quân hào hùng trên băng ở vịnh Bothnia băng giá, quân đội Nga chiếm và đóng quân trên đảo Åland và đe dọa trực tiếp thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Thụy Điển đề nghị hòa bình. Vào năm 1809, theo kết quả của cuộc chiến, đế chế Nga được chuyển giao toàn bộ lãnh thổ Phần Lan cùng với quần đảo Åland. Nga thiết lập toàn quyền kiểm soát vịnh Phần Lan và có thể không lo ngại đòn đánh từ biển. Nhưng 3 năm trôi qua và chiến tranh vẫn cứ xảy ra trên đất Nga. Ngày 24 tháng 6 năm 1812, đội quân hơn nửa triệu người của Napoleon đã vượt qua biên giới của Nga. Hoàng đế Pháp dự tính sẽ đánh tan quân đội Nga trong một trận đại chiến. Nhưng ông không tính đến việc mình sẽ vấp phải sự chống trả rộng rãi của quân chúng. Trận đại chiến Borodino không chọn được người chiến thắng. Tuy nhiên, ngày tàn của Napoleon đã được điểm. Lính Pháp gặp những ngôi làng trống trải khi quân thù xuất hiện. Nông dân đốt các kho lúa mì, làm cho quân Pháp không còn nguồn lương thực. Du kích chặt đánh các tốp lính, bắt giữ các đoàn xe ngựa, phá hủy giao thông liên lạc. Tổng tư lệnh Nga thống chế Kutuzov đã tiến hành một cuộc chiến làm kiệt sức quân thù. Hoàng đế Alexander tuyên bố ông sẽ không đàm phán hòa bình, chừng nào vẫn còn ít nhất một binh sĩ quân thù trên đất Nga, và hoàng đế đã giữ lời hứa. Linh cảm quân đội sẽ bị diệt vong, Napoleon ba lần gửi cho Alexander đề nghị về hòa bình, nhưng cả ba lần đều không có phản hồi. Đến cuối năm 1812, toàn quân của Napoleon đã bị đuổi khỏi lãnh thổ đế chế Nga, và cuộc tiến công của quân đội Nga và đồng minh kết thúc bằng việc Paris thất thủ và Bonaparte thoái vị. Kết quả cuộc chiến tranh Napoleon được tổng kết tại Đại hội Viên, được triệu tập theo sáng kiến của các quốc gia chiến thắng. Sau các cuộc đàm phán, đế chế Nga được bồi thường bằng các vùng đất, một phần đáng kể vùng đất tổ tiên của Ba Lan giao cho Nga, còn Vương quốc Ba Lan với thủ đô Warsaw. Nhưng người Ba Lan vẫn không an phận trước hy vọng phục hồi nhà nước của mình bị sụp đổ. Và trong thế kỷ 19, Ba Lan đã nhiều lần đã đứng lên chống nhà nước Nga. Suốt cả 100 năm, chính quyền Nga bằng bàn tay cứng rắn đã cố gắng để kiềm chế vùng đất Ba Lan, nhưng nó vẫn là vật thể xa lạ trong thành phần đế chế Nga. Còn quan hệ của Nga với các dân tộc vùng Cáp-Cas diễn ra hoàn toàn khác. Nghĩa vụ thiêng liêng của Hoàng đế Nga còn là bảo vệ người dân theo chính thống giáo trên toàn thế giới.
Đã từ lâu, người dân Georgia đã phải hứng chịu những trận đánh phá của quân Ba Tư, và Nga nhiều lần đã giúp Georgia. Tuy nhiên, để giữ thường xuyên quân đồn trú ở đất nước láng giềng đòi hỏi không ít tiền của. Để cứu dân tộc mình khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn, vua của Kachia, Kakhetin Grigory 12 đã gửi yêu cầu xin gia nhập vào thành phần của Nga. Vào năm 1801, yêu cầu này được chấp nhận. Điều này kéo theo một loạt các trận chiến và cuối cùng Ba Tư mất ảnh hưởng của mình trên vùng Kavkaz. Và ngoài Georgia, các vùng đất dưới quyền của Hoàng đế Nga, còn có khu vực người Thiên Chúa giáo sinh sống ở Đông Armenia cùng với các hãn quốc Hồi giáo lân cận là lãnh thổ của Dagestan và Azerbaijan trong tương lai. Nhưng vùng đất rừng núi này với nhiều dân tộc và bộ lạc khác nhau trong một thời gian dài là nguồn gốc của nhiều quan ngại nghiêm trọng đối với nhà nước Nga. Không thừa nhận các thỏa thuận bằng lời nói và văn bản, người cao nguyên Kavkaz vẫn nổi tiếng về tài nghệ chiến đấu và năm nào họ cũng làm náo loạn các làng mạc Cossack bằng các cuộc đột kích của họ. Ngay cả việc xây dựng phòng tuyến bảo vệ kiên cố Kavkaz ở chạy dài từ sông Terez đến Kuban cũng không giúp khu vực gần biên giới thoát khỏi mối đe dọa thường xuyên của họ. Năm 1816, Alexei Ermolov, anh hùng trong cuộc chiến với Napoleon, đã soạn thảo kế hoạch về bình định vùng Kavkaz. Cuộc chiến tranh Kavkaz kéo dài hàng chục năm. Ở đây không có những trận chiến lớn, mà phần lớn là các cuộc vượt núi mệt mỏi và các cuộc đụng độ nhỏ, nhưng không kém phần đẫm máu. Để chinh phục Bắc Kavkaz, Nga đã phải trả giá bằng tính mạng của triệu binh lính. Phần lớn trong đó là do khí hậu nặng nề khắc nghiệt của địa phương và bệnh tật. Phải đến năm 1864, quân đội Nga mới đè bẹp được những ổ kháng cự cuối cùng. Đồng thời, những trận chiến với đế chế Ottoman cũng diễn ra ở Kavkaz và đến năm 1878 mới kết thúc. Các dân tộc vùng Kavkaz, Stan đến Kars đã nhận mình là thần dân của vương quốc. Nhiều con đường kéo dài đến tận Kavkaz, kết nối vùng này với các phần còn lại của đất nước. Công việc buôn bán hồi sinh, công nghiệp bắt đầu phát triển. Nông nghiệp ở đây tiếp cận những thị trường mới ở đế chế và trên khắp thế giới. Phát hiện ra dầu mỏ ở Baku và nơi đây trở thành một trong những nguồn nhiên liệu chính cho đất nước trong nhiều năm. Các nhà máy chế biến dầu mỏ đã được xây dựng ở đây. Các nhà công nghiệp và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây. Trong khi đó, ở phía đông, quyền lợi của nhà nước Nga đụng chạm với chính sách bành trướng của đế quốc thực dân lớn nhất thế giới, đó là Vương quốc Anh. Đến nửa sau của thế kỷ 19, người Anh đã thiết lập được quyền thống trị Ấn Độ. Từ đây mở đường đến Trung Á, là nơi từng được nước Nga coi là khu vực lợi ích của mình. Năm 1876, Hãn quốc Kolan đã sát nhập vào Nga. Sự phụ thuộc với vai trò chư hầu và hoàng đế Nga cũng đã được tiểu vương quốc Bukhara và Hãn quốc Khiva công nhận. Đến năm 1878, chỉ còn các bộ lạc Turkmen sinh sống tại các ốc đảo vùng biển Caspi vẫn chưa bị chinh phục. Chiếm được Afghanistan, quân đội Anh chuẩn bị để thiết lập quyền kiểm soát ở những vùng lãnh thổ này. Để vượt lên trước người Anh, Nga đã khởi đầu cuộc chiến với Hãn quốc Tekhin. Để làm pháo đài cố thủ, người Nga đã xây dựng thành phố Abkhabat, nay là thủ đô của Turkmenistan. Tháng 1 năm 1884, đại diện các bộ lạc ở Turkmenistan đã tuyên thệ trước Hoàng đế Alexander Đệ Tam và lãnh địa của Nga ở phía đông tiếp giáp với vùng đất của Anh, được xác định bằng đường biên giới hiện nay giữa Turkmenia và Afghanistan. Còn lúc bấy giờ, ở
khắp Kars. Trên các hoang mạc cát, vùng Kavkaz rộ lên tiếng súng và tiếng gầm của đại bác. Nhà hàng hải người Nga Zagmandi Nevanskoy đã khám phá vùng lãnh thổ ở Viễn Đông. Khi đặt chân đến cửa sông Amur, Hắc Long Giang, ông đã lập ra ở đó một điểm dân cư là trạm Nikolaevsk, tức là thành phố Nikolaev trên Amur bây giờ, và tuyên bố nó thuộc lãnh địa của Nga. Theo các thỏa thuận cũ, vùng đất dân cư thưa thớt này thuộc về đế chế Trung Hoa. Hành động tự ý đó của Nevanskoy làm cho các quan chức Nga ở Petersburg tức giận. Họ đòi cách chức ông xuống làm thủy thủ bình thường. Khi biết điều đó, Hoàng đế Nikolai đệ nhất tuyên bố, ở đâu đã kéo cờ Nga lên thì ở đó không được kéo cờ xuống. Không lâu sau, nhiều thị trấn mọc lên ở hạ lưu sông Amur, còn nhà nước Nga bắt đầu đàm phán với Trung Quốc. Đường biên giới quốc gia mới chạy dọc theo các con sông Amur và Ussuri. Và như vậy, không một tiếng súng, đế chế tiếp nhận thêm một lãnh thổ rộng lớn của vùng ven sông Amur và ven biển. Đến đầu thế kỷ 20, lãnh thổ nhà nước Nga kéo dài từ Bắc Băng Dương ở phía Bắc đến Biển Đen ở phía Nam, từ Biển Baltic ở phía Tây đến Thái Bình Dương ở phía Đông. Về kích thước, đế chế chỉ thua Vương quốc Anh, mà có lãnh địa của mình trải ra khắp thế giới. Ngoài vùng đất tổ tiên của Nga, đế chế bao gồm cả vùng Kavkaz và vùng Baltic, gần toàn bộ lãnh thổ Ukraine hiện nay, cùng với Belarus, Serbia, tức là Moldova hiện nay, và các vùng Uran, Siberia, Viễn Đông và Trung Á, cũng như Phần Lan và một phần của Ba Lan. Ở đây có 150 dân tộc khác nhau sinh sống và họ trộn lẫn với nhau. Đô đốc Nga Nikolai Krabbe viết về bản thân như sau. Cha tôi là người gốc Phần Lan, mẹ tôi là người Moldova. Tôi sinh ra ở Tiflis, khu vực của người Armenia, nhưng tôi làm lễ rửa tội và chính thống giáo. Nghĩa là tôi là một người lai tạc. Như mọi quốc gia có quy mô như vậy, nước Nga cũng phải đối mặt với các vấn đề xã hội và mâu thuẫn dân tộc, nhưng đã học được cách giải quyết chúng. Và sự tăng trưởng kinh tế dần dần cho phép mình tự tin nhìn về tương lai. Năm 1913, một trong những khu vực phía Bắc Trung Quốc, tỉnh Uran-Khai, đã yêu cầu xin nhập quốc tịch Nga. Đây là nước Cộng hòa Tuva sau này. Nikolai đệ nhị ra lệnh thành lập chính quyền bảo hộ cho vùng này và đưa nó vào thành phần của tỉnh Enisei. Đối với đế chế Nga, đây là lần sát nhập lãnh thổ cuối cùng. Từ đó đến nay, kể từ khi Đại Công quốc Moscow Ivan đệ tam vĩnh viễn chấm dứt sự phụ thuộc vào triều đại Horde, đã 433 năm trôi qua. Sau chiến thắng trên đảo Ugra, Hoàng đế Đức đã đề nghị Ivan đệ tam nhận vương niệm của mình. Đại công tước trả lời, chúng tôi là những người cai trị đích thực trên đất của chúng tôi, từ tổ tiên của chúng tôi được Chúa ban phước cho điều này. Chúng tôi không bao giờ tìm kiếm xác nhận điều này từ bất kỳ ai, và bây giờ chúng tôi không muốn một người như vậy. Trung thành với lời chỉ bảo này, nước Nga bước vào thế kỷ 20, và phía trước, những thử thách mới đang chờ đợi nước Nga.